Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022, cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày hôm nay để gửi tới quý vị và các bác đi xem và theo dõi cái bảng giá của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay, xem nào nó lên hay nó xuống nhé. Thì thực sự là hôm nay là em lại tiếp tục báo cáo với các bác một cái tin không thể nào là vui hơn, đó là sắt thép lại tiếp tục giảm mạnh một lần nữa, là lần này là lần thứ 8 chính thức giảm được 150 đồng 1 kg đối với lại sắt cây và 250 đồng 1 kg đối với lại sắt cuộn. Xin chúc mừng các bác khách hàng, cũng bấy lâu nay là các bác vẫn cứ mong chờ là tiếp tục giảm giá, thì hôm nay lại chính thức nhà máy có cái công văn gửi về cho các cửa hàng và các đại lý là thông báo giảm 150 đồng 1 kg đối với sắt cây và 250 đồng 1 kg đối với lại sắt cuộn. Thì em xin thông báo luôn ở đầu video để cho các bác cùng nắm được. Thì trước khi đi vào cái bảng giá thì em cũng đọc qua cái thông báo từ bên nhà máy. Căn bản là đợt này em đang dùng sang cái ứng dụng khác, đâm ra là em không đưa cái thông báo từ nhà máy lên được để cho các bác xem. Thì em cũng đọc qua cái thông báo cho các bác một chút. Trước hết, tình hình công ty Thép Hòa Phát xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị và các bác khách hàng trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ nhà máy. Do tình hình nguyên liệu đầu vào giảm, do vậy là nhà máy quyết định giảm giá bán sản phẩm so với hiện tại, là sắt cây là giảm được 150 đồng 1 kg đối với lại sắt cây và giảm 250 đồng 1 kg đối với lại sắt cuộn, áp dụng bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022. Đây là cái thông báo từ bên nhà máy là gửi về cho cửa hàng, thì em cũng đọc không thông qua để cho các bác nắm được. Thì trước khi đi vào cái bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay thì em cũng rất mong các bác là mình xem video mà thấy cảm thấy hay và thiết thực thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Đồng thời các bác ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng nhà em lại có cái bảng thông báo mới nhất từ bên nhà phân phối. Nếu như mà nó lên hay nó xuống thì em sẽ làm video để báo cáo với các bác ngay. Còn trong ngày hôm nay thì sau khi giảm 150 đồng 1 kg đối với lại sắt cây và 250 đồng 1 kg đối với sắt cuộn thì cái giá thành hiện tại bán lẻ nó rơi vào bao nhiêu thì các bác đi xem và theo dõi nhé. Cái phi 6 trơn trong ngày hôm nay là sau khi giảm là còn 17.700 đồng 1 kg. Như vậy là giảm được 250 đồng 1 kg đối với sắt cuộn. Và phi 8 gai đang có giá là 17.800 đồng 1 kg. Cái phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 111.500 đồng một cây. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 128.000. Phi 12,9 cân 9 hàng CB3 có giá là 177.000. Phi 14,13,55 kg hàng CB3 có giá là 241.000. Phi 16,17,2 kg hàng CB3 có giá là 306.000. Phi 18,22,45 kg hàng CB3 có giá là 400.000. Phi 20,27,7 kg hàng CB3 có giá là 493.000. Phi 22,33,5 kg hàng CB3 có giá là 596.000. Phi 25,45 kg hàng CB3 có giá là 778.000. Như vậy là trong ngày hôm nay thì cái sắt cây là giảm được 150 đồng 1 kg, thì nó có con số nó cũng gọi là gọi tạm chấp nhận được, cũng chưa phải là nhiều nhưng mà cũng giảm được như này là cũng gọi là như một công trình nhà các bác thì cũng giảm được rất là nhiều tiền. Thì các bác mà xem video mà thấy hay và thiết thực thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Và nếu như thấy giá cao và thấp thì các bác bình luận góp ý ở bên dưới, em sẽ có cái mức điều chỉnh cho nó phù hợp nhất. Còn bây giờ sẽ đi so sánh giữa cái bảng giá cũ và bảng giá mới cho các bác xem. Cái phi 6 trơn thì đang có giá là 18.000 thì xuống còn 17.700 đồng 1 kg, là giảm được là 300 đồng 1 kg. Phi 8 gai từ 18.050 xuống còn 17.800, giảm được 250 đồng 1 kg.
Đấy. Khi 16,2 kg thì từ 113 xuống còn 111,5, giảm được 1.500 đồng một cây. Khi 17,2 kg thì từ 130 xuống còn 128, giảm được 2.000 đồng một cây. Khi 12 thì từ 180 xuống còn 177, là giảm được 3.000 đồng một cây. Khi 14,5 kg từ 245 xuống còn 241, giảm được 4.000 đồng một cây. Phi 16 thì từ 311 xuống còn 306, giảm được 5.000 đồng một cây. Phi 18 thì từ 405 giảm xuống còn 400, là giảm được 5.000 đồng một cây. Phi 20 thì từ 502 giảm